Thank you.
Thank you.
Năm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát rồi. Còn chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hẳn, mưa sẽ buồn, ai vuốt tóc em đi rồi. Tình ta tan mau và tháng năm phải tan úa nhau. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui.
last song for you. About four years ago, I met this really cool kid, and he had been battling childhood cancer, but he had leukemia. And he asked if he could play sax with me on the show. So I said, sure. So he came and played sax with me. We have a picture of this somewhere. I don't know if we can put that up on the screen. Oh, there he is. That's him at 12 years old. And he fought his cancer for 3 years, chemotherapy, 12 surgeries, and he's been cancer-free for the last 3 years. All right. So, he's been in touch for the last 5 years. We've become really good friends. And the thing about it is, he has become a really great saxophone player. I mean, seriously, I'm scared. And I thought for our last song tonight, we could invite him out, and we'll play the same song that we played 5 years ago. Let's give him a round of applause for Austin Gaddis. Come on, right, Austin. Thank you.
Thank you.